Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì mình thì làm cái công việc về kỹ thuật. Đấy, các bạn thấy là mình suốt ngày hay sửa chữa những cái thiết bị, hay chia sẻ về sửa chữa các cái thiết bị như này. Đó. Thì trước đây mình cũng cảm thấy rất là tự hào vì mình giống như là một cái người bác sĩ. Đó, thì bác sĩ thì chữa bệnh cho người. Đó. Còn mình thì chữa cho những cái thiết bị như này, chữa cho những cái máy, chữa những cái mà nó đang hỏng. Một phần nào đó nó có thể hoạt động được như cũ, đó, như ban đầu. Đó thì trước đây cũng có ý nghĩ là rất là tự hào về cái nghề nghiệp mình đang sửa. Đấy, thế nhưng mà hôm vừa rồi thì mình có đọc được một câu chuyện. Đó chính là một cái anh thợ sửa ô tô. Thì anh ấy đang làm việc trong xưởng. Đấy, thì có một cái vị bác sĩ mổ tim. Bác sĩ này mang xe đến và đưa vào gara cho anh này sửa. Thế thì trong lúc mà cái vị bác sĩ giỏi kia, bác sĩ rất giỏi về mổ tim ấy, và cái vị bác sĩ này rất là thành công, rất là nổi tiếng. Đấy, thì mới đứng chờ ở đó. Thế thì cái anh sửa xe này anh ấy bắt chuyện và anh ấy nói là thế thì tôi cũng là một cái người sửa chữa, tôi cũng động vào tất cả mọi thứ ở trên cái xe. Đấy, thì và cũng giống như bác sĩ, thì bác sĩ cũng sửa chữa ở trong người. Đấy, tức là ví dụ như là sửa các cái bệnh, chữa các cái bệnh về tim ấy. Thì vì sao lại bác sĩ lại thành công và rất là giàu có như vậy, mà tôi thì cũng công việc như thế, cũng xử lý các cái lỗi ở bên trong, có thể là tôi động vào những quả tim của những chiếc xe này, mà tại sao tôi lại không nổi tiếng và không được như bác sĩ. Thế thì bác sĩ, cái vị bác sĩ mới chỉ nói đúng một câu với cái anh chàng sửa xe này. Đó chính là hôm nào đó anh thử sửa một chiếc xe đang chạy xem thế nào, có sửa được không. Còn tôi thì bác sĩ thì tôi sẽ phải chữa bệnh khi mà cái cơ thể vẫn đang làm việc, vẫn đang còn sống. Đó. Thì đó chính là cái sự khác nhau giữa những người thợ như mình, những người sửa chữa. Nó cũng có những cái niềm tự hào là khôi phục được những cái thiết bị, những cái máy móc nó đang chạy. Nó lỗi thì cũng sửa chữa. Và bác sĩ thì khi người có bệnh, khi người khác có bệnh thì bác sĩ sẽ là cái người mà chữa cái bệnh đó. Thì ở đây mình cũng vậy, mình chữa cái máy. Tuy nhiên thì nó có cái sự khác nhau rất lớn ở cái chỗ đó. Bác sĩ thì có thể sửa được cái người mà trên cái cơ thể sống. Còn mình thì khi mà sửa thì các cái thiết bị nó cũng tĩnh rồi, nó đã làm im một chỗ rồi. Thì nó là cái sự khác nhau. Chính vì thế mà mọi sự so sánh nó đều là khập khiễng. Nó không thể nào mà so sánh như vậy được. Đấy, thì đó có thể là một cái ý nghĩ sai lầm của mình trước kia. Đấy, nhưng mà bây giờ thì mình chủ yếu là mình cứ tập trung vào mình sửa chữa những cái như này thôi, sửa chữa những cái thiết bị, những cái đồ nó lỗi như này. Đấy, thì mỗi một lần sửa xong thì nói thật là mỗi lần sửa xong một thiết bị, mà nhất là các cái thiết bị đó mình đã mò tương đối lâu rồi nó mới ra là cái bệnh của nó, thì khi xử lý xong ấy, khi mà mình làm được một cái, mình cảm thấy nó rất là sung sướng, cảm thấy rất là vui, như kiểu vừa ấy mà tạo ra một cái gì đó giá trị, giống như kiểu nhà khoa học phát minh ra. Thì mình chỉ cần như vậy thôi là mình cũng thấy rất là vui rồi. Đấy, thì hôm nay có vài lời tâm sự với các bạn làm về kỹ thuật, thì hay là đang học về kỹ thuật, như là như vậy các bạn nhé.